hot trend ăn uống mới dành riêng cho mùa hè, tàu hũ hoa anh đào đảm bảo làm siêu lòng bất cứ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mùa hè đã đến, những món ăn hot trend mùa đông như là lạp xưởng nướng đá, bánh phô mai đã ngay lập tức bị thay thế bởi ở cô nàng mới nổi cực xinh xắn mang tên tàu hũ hoa anh đào. Tàu hũ hay còn gọi là tàu phớ, đích thị là món ăn mùa hè được nhiều người ưa thích từ lúc bé thơ. Giờ đây, món ăn này đã được nâng lên một tầm cao mới với nhan sắc và giao diện, không phải dạng vừa đâu. Được biết, món ăn này đang hot ở vùng Giang Nam, Trung Quốc và mới du nhập vào Việt Nam, hiện đã có mặt ở thủ đô Hà Nội. Tàu hũ đương nhiên có màu trắng nhưng được ăn kèm với thạch màu hồng xinh xắn. Đôi khi, tàu hũ được làm luôn bằng màu hồng. Điểm thêm các bánh quy hoa anh đào khiến bất cứ cô gái nào cũng phải mê tít vì quá đẹp mắt. Ngoài ra, món ăn này còn có thêm một topping thạch với tên gọi vô cùng mỹ miều không kém. Đó là nước mắt nàng tiên cá, với giao diện tròn tròn, trong trong, tựa như những hạt ngọc trai lóng lánh. Tất cả sự xinh đẹp ấy được trình bày trên một chiếc mặt tre mini, trông lại càng chuẩn Viber thờ thẩn vintage luôn á. Trông vậy mà giá rổ cực kỳ phải chăng nhá, chỉ hơn 35.000 là đã có thể thưởng thức được em và có một rổ ảnh để sống ảo luôn rồi. Ai đã nhanh chân thưởng thức món này thì recommend cho cả nhà cùng biết với nào. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.